Chúa của tôi được lành chị em. Và ơn cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Phaolô. Khi ấy, một tiến sĩ gọi trong nhóm Pharisee hỏi Chúa Giêsu để người: Thưa thầy, trong lời luật, điều răn nào là chặt nhất? Chúa Giêsu nói với người ấy: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí của ngươi. Đó là điều răn thứ nhất và chặt nhất. Nhưng điều răn thứ hai giống với điều răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương người lân cận như chính mình ngươi. Toàn thể và mọi các tiên tri đều quy về hai điều răn ấy. Đó là lời là cái cách biểu tỏ cái niềm vui, cái nét đẹp trong ngày hôm nay.
Thế nhưng sắc đẹp không thể là tất cả, cũng không thể là yếu tố then chốt của hôn nhân gia đình, nhất là gia đình hôn nhân. Theo quy luật, sắc đẹp của con người dù là hoa quả hay tài tử diễn viên cũng sẽ phải qua trong năm tháng. Ở đây như ai lớn tuổi thì cũng thể biết nữ diễn viên nổi tiếng của Bình Dương một thời gọi là người đẹp Bình Dương ai cũng đặc biệt, diễn viên là người đẹp Bình Dương Thẩm Thúy, Thẩm Thúy Hằng. Bây giờ có một số người đàn chúng ta khuôn mặt rất là xấu, có thể do hậu quả của thẩm mỹ viện nhân tạo và nhất là thời gian. Và chỉ đâu là điều chính yếu là tiêu chuẩn phải có để người bạn trai, đặc biệt là người công tác đưa ra để chọn cho mình người bạn đời, hầu có thể cả hai chung tay xây dựng hạnh phúc gia đình bền lâu. Chuyện kể một hôm có chàng trai sinh viên công giáo, sau một thời gian học ở bên Sài Gòn về nhà thưa cha sư, thưa cha, theo cha thì người yêu của con một chút đáng được gọi là người yêu lý tưởng của cha. Thưa cha sẽ hỏi lại, thế bạn gái của con ra sao? Chàng sinh viên trả lời, dạ thưa cha, là một cô gái đẹp, dáng cao, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng mịn. Cha sư lấy một cái bút viết những chữ tờ giấy trước mặt một số tờ. Chẳng ngạc nhiên quá. Thấy vậy thì ta nói tiếp, dạ cha, cô ta khá hay cha, cho mày một con số tờ nữa. Dạ thưa cha, tôi đổi trợ giỏi thêm một số tờ, cô ta biết may mắn thêm một số tờ nữa. Dạ cha, cô ta học giỏi, học sinh xuất sắc, thêm một số công. Đã thương cha, cô ta là con nhà danh gia, có uy tín trong hàng ngàn kính trọng, cũng là một con số không lớn. Chàng ngạc nhiên quá, và cuối cùng cứ nói nhận thương cha, con nhớ rồi. Cô ấy là cô gái rất là đặc biệt, xin năn tặng lời Chúa, sống tốt với mọi người, tham dự các thánh lễ, chẳng cho số một đi chứ. Cha bảo đó là cô gái chịu tôi, con đưa vợ kiếm được cô gái chịu tôi vậy đâu, khó lắm. Người ta kể chuyện, cái chuyện này chẳng diễn ra, nhưng mà người ta kể lại như thế nào. Cái hồ mà đào cái hầm thủ thiêm mắc qua sông Sài Gòn nối liền quận tư hả, hay là huyện nghèo với lại trung tâm Sài Gòn có nhất, thì người ta thuê công nhân và nhân công làm việc rất là nhiều. Có khâu mà người ta làm bằng cơ lương máy móc, nhưng mà cũng có những khâu người ta phải bằng những cái dụng cụ thô sơ như là xẻ những cuốc chim vậy. Các khâu thì anh chàng công nhân mới đào cái đường chân cầu, cái đường dây điện là người ta đào bằng vất vả lắm, mấy ngày mấy tuần hàng tháng vất vả cái công việc. Một hôm anh ta mới cuốc xuống đất và choang nghe cái tiếng như là vào kim loại, đồng thời choang lên cái tiếng đồng thời để anh ta mới đào tiếp thì thấy cái đèn, một cái cây đèn cổ. Ta vẫn cầm lên cái đèn cổ cũ quá rồi, nó bị trôi vùi ở dưới lòng đất để bao lâu rồi, ta cũng lấy áo đắp lên chùi chùi để cho nó sáng chùi đi sáng lên. Thế đang đắp chùi vào thì yên bỗng trong một làn khói bay lên cao và biến thành một thần. Thế vị thần mà ta là đệ, ta bị trôi ở dưới lòng đất này bao lâu rồi, hay hơi nhận chúng ta
hơn một điều ước, ước định. Em trả lời nó. Tôi ước ngay lập tức này là cây cầu của bên mạnh sông không trên sông đỡ bất bản thôi. Thế nó thật đẹp, bị ước bỏ khó khăn bỏ qua, đối với người khác thì thêm tăng lên, cả đều lại mình sắp tới tận. Tôi ước có một cô vợ vừa đẹp, có đức cha thanh nhu mịn mà, vừa hát hay, vừa nổi trội giỏi, vừa biết may mắn, vừa học giỏi, vừa là con đẹp đầu chắc chắn. Để tôi cưới được vợ, thằng đẹp đi ngủ luôn, bảo bảo. Sau khi người ước lại thực hiện điều ước ban đầu, cái điều ước này, ta làm cho cưới một người vợ đẹp, đầy đủ chất đẹp như vậy, khó hơn là xây một cái cầu bắc qua sông. Cứ được một cô gái ấy vừa đẹp vừa duyên dáng, vừa có những học thức nội trợ cho họ, các thứ như vậy là một điều hết sức khó, là một kỹ công. Thế nhưng tất cả những điều đó mà chúng ta xét theo cái cảm xã hội được xem là yếu tố tích cực của một người vợ hiền thì cũng chỉ là những giá trị mang tính cách tương đối. Nếu không muốn nói tất cả cũng chỉ là số không. Nếu không có số một đứng đầu là sẽ trở thành không giá trị. Số một ấy đó chính là một đạo đức, là tình yêu. Đó cũng là điều các bạn đọc lời cho được, đặc biệt là các bạn đọc lời cho được khi mà ta chọn học trong một phụ sinh. Bài học thứ nhất, chắc Khải Huyền mô tả trong cái ngày trung thọ, bài học diễn tả như là cái ngày của tiệc cưới con chiên. Trong đó con chiên đó chính là Đức Giêsu, Đức Kitô. Ngài là chiên và hiền thêm đưa lên như là một cái hôn lễ cử hành. Và sắc Khải Huyền diễn tả cái vị hiền thê này được trang điểm rất sắc đẹp, hiền thê mặc áo cài vải gai sáng loáng tinh tuyền. Nhưng mà nếu không phải là những cái sợi tơ nét dệt của người đời, của vật chất, mà là đó là những công đức của các thánh. Và đọc một người đọc công đức, cái phép cái đức đó là cái biểu trưng, là cái nét đẹp của cô dâu, nhất là trong tiệc cưới con chiên là Đức Kitô. Và đặc biệt sang bài thứ hai thì trong thư thánh Phaolô Côn Đồ gửi tới Đức Giêsu đã diễn tả cái tình nghĩa vợ chồng như là tình yêu giữa Đức Kitô và hội thánh. Hội thánh có những tỷ lệ nhưng mà Đức Kitô yêu, yêu đến độ chăm chết để từ cái chết của ngài một thằng được thăm và được tin tưởng không còn một vết tỉ mũ. Đó là nét đẹp của một viên chúng y tôn giáo hộ, và đó cũng là nét đẹp của nghĩa vợ chồng trong đám cưới tôn giáo. Được sáng mặt vinh mừng chúng ta nghe thắp mặt thêm viết lại lời Chúa Giêsu trả lời một đội một tiến sĩ luật, điều răn nào là điều quan trọng nhất? Thưa, điều quan trọng nhất trước hết là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Và điều quan trọng thứ hai cũng giống như điều quan trọng là hãy yêu thương người lân cận như chính mình. Vâng, chỉ có lòng yêu mến tiếp xúc Chúa, chỉ có tình yêu thương nhau mới có thể làm cho các gia đình, đặc biệt vợ chồng bên những chuyện chung có thể vượt qua những gian nan thử thách sóng gió cuộc đời, có thể vượt lên trên cái nét đẹp mà nó sẽ phai dần theo năm tháng để mãi mãi giữ được cái tình yêu vợ chồng. Tình yêu Chúa Giêsu đã yêu và yêu đến chết để đền trả cái chuyện vì yêu con người, yêu nhân loại. Cô bạn thân mến, mình cô dâu
theo chủ đề thì được bao nhiêu số không? Ví dụ như là đẹp, như là hiền, như là giỏi, như là đẹp trai, như là gia đình, đạo đức, đức năng đấy, được bao nhiêu số không? Thắng nhiều số không là tốt nhất. Nhưng mà nói thì nói, ta nghĩ là phải có số 1, đúng không? Có số 1, tức là lòng đạo đức, đồng bên chứ không yêu người. Chỉ khi có số 1 đằng trước thì các số 0 đằng sau là các gọi là cái tương bằng xã hội, là các cái tài năng, là các kỹ năng mới có giá trị. Đôi bạn thuộc gia đình, chẳng cho bà bố bà có thế sao mình được rồi mình phải lệ chẳng hầu đâu rồi chắc chắn từng là thứ đi rồi là đứa trẻ cũng đã từng tham gia các sinh hoạt được giáo dục trong thông tin như tôi giáo xin cho bố bà luôn luôn ý thức cuộc đời của mình gắn bó với Chúa biết không ngừng gia tăng các việc đạo đức đảm nhận các ý thức đặc biệt là ý thức thân thể và việc chặt tổ và trong tháng hoa này tôi bảo từ học lễ cưới vào thứ bảy cuối tháng tám tháng hoa nhìn thấy những mẹ cả người nữ rất là đẹp đẹp mẹ là mẹ nhà hoa mà tác nhân vẫn cao tuổi là mẹ tuyệt mỹ không hề có chút tổn thương diễn lệ gì ảnh hưởng được mẹ hoàn toàn trong tình yêu để chúng ta không những cái đẹp bên ngoài mà còn nuôi dưỡng phát huy cái đẹp bên trong để nhờ vậy đôi bạn được Chúa được mẹ yêu thương chúc phúc và như vậy đôi bạn không phải chỉ là người xây dựng chúc phúc trong năm đời này mà nhất là cùng chúng ta xây dựng tương lai hạnh phúc bên trong một đời.